Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay Vũ sẽ đi lên trường học cấp 3 của Bình Đại, là trước năm khoảng năm 75 thì có thầy Lê Đức Tân, là khoảng năm 79 tới năm 8 mấy là thầy công tác và dạy ở trường đó. Thì hôm nay thầy muốn xem lại cái ngôi trường cũ, thì thầy có nhờ Vũ quay cái video để cho thầy ở bên hải ngoại thầy xem. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng thầy đi theo Vũ lên. Vũ sẽ quay trên đường đi từ đây lên tới ngay chỗ trường đó, là ở trong công viên của nhà thờ Công giáo Bình Đại. Rồi bây giờ Vũ bắt đầu đi. Thì ngay chỗ trước cửa nhà Vũ là đường Nguyễn Đình Chiểu ở khu phố 2 của thị trấn. Ngay đây là chốt đèn xanh đèn đỏ Hàng Cộng. Thì ở đây là cái ngã ba, quẹo phải là đi xuống xã Thừa Đức, xã Thạnh Phước, xã Thới Thuận. Giờ Vũ quẹo trái đi lên. Hiện giờ khoảng 5 giờ chiều. Quẹo phải là đi ra cảng cá, quẹo trái là đi vô chùa Đông Phước. Đây là trung tâm y tế huyện Bình Đại. Đây có chỗ bán nón sơn. Đây là có quán hủ tiếu gà, bánh canh. Đây là chỗ bưu điện Bình Đại. Ở đây cái chỗ này là Tết bán quà kiển.
xe buýt ở thành phố Bến Tre về. Ở đây thì chỗ điện máy xanh, rồi kế bên là bệnh viện của huyện Bình Đại. Đây là có tiệm chụp ảnh Minh Châu nè. Đây là chỗ khách sạn 33. Đây là đây là trường tiểu học Trần Hoàng Vũ. Thì cái ngôi trường này mới đổi tên lại, chứ hồi trước là trường tiểu học thị trấn. Trên chỗ trường tiểu học thị trấn đối diện qua thì hồi trước là cũng là cái trường học, nhưng mà sau này cái trường học đó xuống cấp rồi, bỏ luôn rồi, chưa có cất lại. Đây hồi trước Vũ nhớ ngôi trường này là cũng có hình như có lầu nữa. Trước là có cái cổng chào nữa mà giờ là đập bỏ rồi. Nhớ đâu khúc này nè. Đây là cái đường vô đất thánh.
đây có quán cà phê Thanh Trà. Đây là chỗ trung tâm Cambridge Bình Đại. Đây là có quán ăn phí nè. Ở đây chỗ này là chỗ quán cà phê 4U hồi trước nè. Thì giờ cái quán này để bản bán rồi, bán đất. Đây là chỗ Đức Đào Sen điện nước. Đây là đại lý thức ăn tôm. Rồi con lên tới đường để vô ngôi trường rồi thầy ơi. Thầy nhìn cái nhà đồ ở đây có nhận ra không? Rất là lạ luôn. Đây. Đây là cái đầu đường để vô cái trường nè thầy. Ở đây là ấp văn hóa Bình Thới 3 của xã Bình Thới, huyện Bình Đại. Rồi đây là bắt đầu là cái sân của nhà thờ ở trước. Giờ con sẽ đi vô ngôi trường trước, xong rồi là Mỹ đi vô chỗ cửa cổng trước của nhà thờ. Đây là cái con đường đi vô. Rồi từ bên cái đầu đường đi vô trường nè, Vũ quay trở qua đối diện qua cho thầy nhìn nha. Dạ chào anh. Đây thì giờ có mấy căn nhà cho thuê nè. Cái đường đi vô này giờ làm nhựa cũng rất là ngon mà rộng. Hồi trước thì nhỏ. Thì ở đây mé bên hông nhà thờ đối diện qua đây là nhà của Hoàng Vũ, đại lý thức ăn. Rồi ngay đây là mé bên mé tường, mé bên hàng rào của nhà thờ. Thì ngay đây có cái cổng đi vô nhà thờ nè. Vũ không biết phải hồi trước là cái đường này vô cái trường học không. Thì mấy cái trường học này thì vẫn còn y như cũ ở trong nhà thờ, nhưng mà bây giờ không có dạy học nữa.
Thì cái con đường này là vô cái nhà anh Nhật bạn của chị Hằng Trần nè, bữa có nhờ em tìm giùm nè chị Hằng. Là con đường này vô chút xíu nữa là tới, bữa em tìm giùm cho chị nhà anh Nhật đó. Thì cũng ở cùng ấp này luôn á chị. Cái nhà này nuôi yến. Ở đây vô khoảng 200 mấy nữa, 200 mấy chục thước chị Hằng Trần là tới nhà của anh Nhật bạn của chị bữa em tìm cho chị đó. Ở đây có cái nhà này giờ đập vô một khúc rồi làm cái bức tường, cái hàng rào luôn. Không biết hồi xưa là cái cổng vô trường, không biết là cái cổng chỗ nào à. Với giờ là lộ cũng vô một khúc rồi đó thầy. Là chắc hồi xưa là ngoài này, cái hàng rào tuốt ngoài này nè. Thầy cũng thông cảm cho con, thầy nhờ con quay hổm rà nhưng mà con cũng bận công chuyện quá, hôm nay con cũng đi sắp xếp lên đây để quay cho thầy nhìn thấy lại cái cảnh trường cũ ngày xưa mà thầy đã dạy ở đây. Ở đây thì có con hẻm ở sau nè, ở sau nhà thờ. Đây là tổ nhân dân tự quản số 4. Ở sau có một cái dãy nhà, chắc là cái trường hồi trước. Như cái trường này hồi trước là có cái lầu nữa nè, Vũ thấy đập mấy cái cây trụ ra khúc mà chắc là có một tầng nữa. Đây chắc là không biết phải là cái cổng chính hồi xưa không thầy. Dạ con mời thầy cùng cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ đi vô thăm ngôi trường cũ. Đây là cái lối đi vô nè. Rồi mé bên tay phải của Vũ đây là một cái dãy phòng học nè. Rồi ở đây là có mấy cái hồ nước nè, không biết là sau này hay là hồi trước.
Thì đây là cái mé hàng rào ngoài mé lộ. Đây là cái dãy trường học này là một trệt, ở trên là có một lầu. Đây là mé bên tay trái, cái lối đi vô. Cùng một dãy phòng. Rồi ở trong nhìn ra cái cổng đi vô. Rồi giờ thì bắt đầu đi vô cái giải phòng. Một phòng, hai phòng, ba phòng, này cũng nhiều phòng à. Vũ camera bình đại con. Đây giờ cái trường này thì không có dạy nữa nhân thầy, mà cái nơi để sinh hoạt ở bên họ đạo. Ở đây là cái đường ra trước cửa nhà thờ. Rồi, ở đây có mấy phòng, không biết hồi xưa có phải là mấy cái phòng học không. Chào mấy con. Ngay đây còn cái chữ năm 1961 nè. Không biết phải cái ngôi trường này là xây dựng năm 1961 không?
đây thầy có cha có che một cái mái che ở trước, thành ra ở trong đây rất là mát luôn. Ở đây có một cái nhà ở mé trước này nữa. Đối diện trước sân qua là ở nhà thờ nè. Này chắc cái tường này là còn nguyên hồi xưa tới giờ luôn, chỉ sơn lại cho mới thôi. Đây là cái cầu thang để đi lên lầu. Chắc là cái này còn nguyên thủy luôn nè, nguyên hồi trước giờ luôn. Là nếu cô chú anh chị nào có học ở đây thì sẽ nhìn thấy cái cảnh này là nhớ liền. Đây là cầu thang đi lên lầu. Ở đây có mấy cái bậc tam cấp để đi lên nè. Nơi bàn học vẫn còn ở trong này nè. Đây đứng trên cầu thang nhìn xuống nè. Đây Vũ mở cửa ra trước luôn. Đây đây là một dãy ở trên lầu. Từ cầu thang đi lên và một dãy phòng, rồi mé trước đây nè là cái lan can nhìn qua bên nhà thờ nè. Ở đây có mấy cây xài có trái. Ở đây thì không có lót gạch, đây là tán xi măng.
đây là giải phòng cửa bằng gỗ. Thì cô chú anh chị và các bạn, nếu mà có tìm bà con hay là tìm bạn bè thì liên hệ với Vũ thì Vũ sẽ tìm giúp cho. Hôm rồi thì Vũ cũng tìm được mấy người nhờ Vũ tìm giúp giùm á. Thì có gì cô chú anh chị điện thoại cho Vũ. Nếu mà có cần tìm bà con hay là anh chị gì mà ở Bình Đại mà bị mất liên lạc á, thì điện thoại cho Vũ, Vũ sẵn sàng đi tìm giùm cho. Ở bên đây có một cái giải phòng nữa nè. Đây Dũng mở cửa vô cái phòng này cái. Bàn ghế. Rồi có cái đồng hồ. Cái đồng hồ này dám hồi xưa giờ còn lại lắm ạ. À. Nó bị hư rồi. Thôi giờ Vũ đi xuống, Vũ đi qua bên nhà thờ. Đây là ở trước cửa nhà thờ Công giáo của Bình Đại. Công giáo Bình Đại thì ở ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì ở trước cửa nhà thờ nhìn đối diện qua nè, thì có chỗ đó quán ăn uống với cả quán cà phê. Ở đây quán hủ tiếu. Thì chỗ đó bán hải sản. Trước sân nhà thờ Công giáo Bình Đại. Chiều ở đây thật là mát mẻ luôn. Khách tham quan.
Ở đây có cái nhà này không biết là mới cất sau này hay là lâu rồi. Đây có một dãy phòng nữa. Dạ thôi Vũ xin phép kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Con cũng chúc thầy có thật nhiều sức khỏe nha thầy. Mai mốt có dịp thì thầy về Bình Đại để thăm lại ngôi trường nha thầy. Vũ xin nhắc lại cô chú anh chị và các bạn có muốn tìm bà con bạn bè thân nhân ở Bình Đại thì xin hãy điện thoại cho Vũ